Dính quả giáo xứ Triều Thăng, Trung Hiếu số 1, Thanh Lập số 9, Ngọc Quan số 11, Văn Minh số 16, Thế Toàn số 10, Minh Tiến số 12, Ngọc Hoàng số 17 và Thanh Lộc mã số 9 là đội trưởng. Những người xung quanh bên ngoài đi xem đá bóng được cổ vũ cho đội tuyển của mình ấy. Trận thứ hai là đội tuyển giữa Hương Nghĩa và Triệu Thông, nhưng mọi người nhìn thấy khán giả rất là đông này. Từ phía bên ngoài nhà xe này đó, mọi người thấy chưa, rất là đông luôn đấy. Khán giả vào đây quay rất là đông luôn đấy. Wow. Nên là mình đi mình nói để cho mọi người nghe cho nó rõ hơn là bốn nợ đấy. Đấy, quay bốn nợ thì bốn nợ đẹp trai, quay bốn nợ đâu đâu đi. Mình sẽ đi mình quay hết đấy, khán giả ra ngoài này rất là đông, tại vì đây các cầu thủ này, các cầu thủ của Tân Bồi và các cầu thủ của giáo xứ Phạm Vĩ ra ngoài kia rồi, rất là đông. Và mọi người có thể nhìn này, trên khán đài của giáo xứ Phạm Vĩ hiện tại bây giờ đang là 8 hay 9 giờ tối rồi ấy. Đấy, nữa khán giả đây phải nói là rất là đông, mình cũng thấy kinh ngạc thật, khán giả ngồi cả bờ lào từ trên núi dưới, khán giả rất là đông này. Mình sẽ đi ra bên ngoài này. Đấy, một trận đấu kinh điển nữa sẽ chuẩn bị được diễn ra, đó giữa giáo xứ Hưng Nghĩa và giáo xứ Triệu Thông. Đó, mọi người thấy chưa, khán giả đến đây xem rất là đông luôn, sân này ngập tràn không hết được. Đó, mọi người thấy chưa, đâu đi la quay khán giả cho đông, khán giả thì cổ vũ tinh thần nhiệt huyết quá. Thế là phải đi la quay khán giả đây. Giải bóng đá thiếu nhi của giáo xứ Phạm Thị, giáo hạt Quần Phương nhá. Đấy, mọi người có thể đến đây cổ vũ này. Đấy rồi, khán giả đây rất là đông này, từ cuối nhà thờ này. Đấy. Từ đây, quay từ phía bên ngoài của nhà thờ này. Đấy, mọi người thấy chưa, quay từ bên ngoài nhà thờ nhá. Đấy, các khán giả, đây là những khán giả rất là khoát cuồng. Đấy, quả đội tuyển giáo xứ Phạm Vĩ. Đó, mình sẽ đi mình quay khán giả này. Đây, phía bên này là mọi người thấy đông không, khán giả đây rất là đông nhá. Mọi người đến đây cổ vũ rất là nhiều. Đến đây cổ vũ gì toàn ăn vậy mấy em hả? Cổ vũ gì toàn ăn vậy hả? Đây. Đây, khán giả đến đây rất là đông, mình đã đi ngoài đường nhá. Đấy. Đấy là mọi người thấy khán giả trên ngoài sân này đâu không? Tất cả từ các nơi đổ dồn về để cổ vũ cho đội tuyển của chúng mình cũng như là của con em mình. Đấy, mình sẽ đi hết lại để cho mọi người biết mà. Đấy, mọi người biết đây là đâu không? Rất là đông luôn. Mình đông quá trời luôn đi chứ. Đây là phía bên ngoài rồi, phía bên này là phía hậu trường rồi. Phía hậu trường này, mọi người nhìn thấy chưa? Quay đường phố. Đấy. Cái này gọi là mình không quay các cầu thủ mà là mình quay những người có tinh thần đi cổ vũ đấy. Quay đường phố này, mình chuyển thế này. Quay những người đi cổ vũ cho con người tới ạ. Quay những người cổ vũ mới là nhiệt tình này. Đây, trận đấu vẫn đang được tiếp tục nhá. Đấy, giáo xứ Triệu Thông, giáo xứ Hưng Nghĩa. Đấy. Mình chỉ quay khán giả đây, khán giả. Khán giả mới là nhiệt tình ạ.
khán giả rất là nhiệt tình nên là nên là phải đi quay khán giả, đúng không? Khán giả không được tha bắn lên. Đây, các cầu thủ trong sân đang đá này đó, sẽ có đá biên cho các cầu thủ trở thông. Khán giả này. Vừa rồi là một pha nguy hiểm, giáo sư Triệu Thông dành cho Hồ Nghĩa. Hai đội đang như nóng mà quay. Chiến thuật của nhau. Đây khán giả này, rất là nhiệt huyết này. Cổ vũ cho đội tuyển nào chiến thắng ở đâu không? Mọi người thấy đâu không? À, khán giả này. Công nhận là thấy vui thật. Rất là vui luôn. Đấy, mọi người thấy chưa? Mấy thanh niên này thì không vào cổ vũ, chỉ đứng bên ngoài thôi. À, mọi người nhìn thấy chưa? Ừ, đây. À, giới thiệu đấy này, chị cô nào chưa có người yêu nhá. À, thằng kia chưa có người yêu đâu. À, kinh khủng không? Mọi người thấy có kinh khủng không? Đây là thằng kia tỏi đấy, chưa có người yêu đâu này. Đấy. Khán giả đứng ngoài đông dày luôn người. Rất là nhiều người đến đây cổ vũ rồi. Đây. Chị lên TV đẹp nhá. Nhá. Ừ. À, chị chưa có người yêu. Đây. Đấy. Chưa người yêu rồi. Cái vậy để cho chị kiếm yêu ấy. Đây là toàn những khán giả rất là trung thành à. Những khán giả rất là trung thành đứng ở ngoài cổ vũ. Không biết là mọi người đã ăn cơm tối chưa, không biết thôi nhỉ. Mình thì mình chưa ăn cơm tối đâu, nhưng mà mình vẫn đi mình quay để cổ vũ cho các em nhỏ. Wow. Bây giờ từ chiều rồi mình quay rất là nhiều. À đây. Đây. Hello. Đây. Tân Bồi. Tân Bồi với lại Phạm Thị vừa đá rồi. Bây giờ là Triệu Thông với Hưng Nghĩa đang đá. Đây khán giả này. Đâu không? Các chị em bóng bánh chả biết thế nào chứ. Thầy đi cổ vũ ác em hết đây nhỉ? Dạ. Vừa rồi là một sự đáp trả của các quả cấp thủ giáo sư Triệu Thông dành cho Hưng Nghĩa. Đá biên cho cầu thủ Triệu Thông. Từ sáng giờ nói nhiều quá rồi, bây giờ không thể bình luận được thêm được nữa. Sáng này nè. Không. Số 7 Ngọc Hoàng. Sáng nay. Thành công. Đó mọi người thấy chưa? Đá rất là gay cấn luôn. Anh làm gì đây? Anh không làm được gì. À, đội tuyển ở đây. Hưng Nghĩa 1 và Hưng Nghĩa 2 cả. Số 10 dự bị. Đội dự bị. Nếu đó có cú má bóng thì chắc vâng. Chắc là sẽ có bàn thắng. Nhưng không được. Đúng rồi. Mọi người nghe rõ không ạ? Tại vì mình để mic hơi xa. Để mic hơi xa nên là chắc là khó nhìn hơn. Bây giờ gần này thu sẽ tốt hơn này. Âm thanh sẽ rõ ràng hơn. Đó, mọi người thấy chưa?
67. Xoay bảng sẽ được thực hiện cú đá biên cho các cầu thủ bên sân bên hông này. Cho số 16 không được. Số 16 không thể đỡ bóng. Có những 3 cầu thủ áo đỏ. Số 12 đang bắt lên rất nhanh. Không được. Số 12 chắc là phải bật tốc hành để chạy rồi. Đá rất là nhiệt tình. Một lần. Một bàn tiền vào của số 7. Và cái áo số quay đường lại đi. Cái áo số 27 đá rất là hay. Cái áo số 27 đã thực hiện được một cú bồi bóng rất đẹp mắt. Xin chúc mừng các cầu thủ bên phía Hồng Nghĩa. Vậy họ đã có tỷ số để mở bàn thắng cho mình. Bên thành giao sư Hưng Nghĩa đã dẫn trước một bàn. Cực kỳ nguy hiểm. Một pha cầu bóng vào trong. Trời này, trời này có vẻ mưa rồi. Không biết là thời tiết ổn định không? Mọi người nghe tiếng không? Vẫn còn cháy. Gió to quá. Lúc đéo mình sợ mưa mất. Gió nổi lên rồi. Gió nổi lên rồi. Mát mẩy đá rất là sướng này. Đói mưa rồi, đói mưa rồi. Đã có những lời chào và chào tay. Cực kỳ hấp dẫn một trận đấu. Cực kỳ hấp dẫn. Số 7 đang đứng trước bóng. Nam Hoàng chưa tấn xích. Không được rồi. Trận đấu sẽ còn. Trời này chắc là sắp đòi mưa rồi. Khi mà cho quân cò sẽ phải tìm kiếm bàn thắng để sắp đặt tỷ số. Các cầu thủ cho con cố lên. Cao đội đang tổ chức công đạo ở trận đấu với tình hướng dẫn. Chắc là trời sắp đòi mưa rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Đạo Công Giáo nhé. Mình trời sắp mưa rồi, mình cũng thu dọn đồ về các thứ rồi. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.